Em giờ anh muốn mua mấy con chim này lại phóng sanh thả nó về tự nhiên nhiều. Em có bán không? Con nuôi đấy. Đây có anh nữa nè. Mấy này em nuôi thời gian nó cũng chết à. Tại đâu em bị nhốt trong môi trường này nó sẽ bệnh, nó chết, nó không có sinh sản được. Nó là chim thuộc cũng thuộc vậy. Ừ, thả nó để mình hả tai qua nạn khỏi, mình thoát khỏi bệnh tật. Chứ mình cứ nuôi nhốt đó là mình cũng giống như là mình sẽ không có gặp được nhiều may mắn á. Mở lên cái sống cái lực nhân quả, tức là kiếp trước mà nhốt chui là kiếp này sẽ bị cái gì, là mình cứ nghe những cái nhân quả đó là mình không có luôn. Đó giờ em chịu thả mấy này không? Nếu mà bán lại thì bao nhiêu? Thả bây giờ là thả ăn là con để cho nó ra cánh, nó nhổ cái lồng cánh nó ra, thả nó mới bay được. Bởi vì như đó nó nhổ cánh hết rồi. À vậy ha. À nó nhổ ra lồng cánh nó ướt lên á. Mới có ra được, có thể thả nó ra được. À vậy hả, vậy thôi để chừng nào xây. Chừng nó dài đi. Mai mốt tụi con về làm nhà, lúc đó tụi con mua lại. Tụi con phóng sinh. Đúng không con? Ừ. Mốt làm nhà chú rồi chú phóng sinh nó đi cho nó trong thiên nhiên. Để đây nó không có đẻ đái gì được hết trơn, nó chết. Nó không có sinh sản được nè.